Xu hướng chuyển đổi kép trên thế giới đang tập trung vào 3 trụ cột: tăng cường năng suất và hiệu quả kinh tế một cách bền vững, tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu hoặc loại bỏ tối đa lượng khí thải nhà kính. Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số sẽ là chiến lược đột phá trong quy trình sản xuất kinh doanh. Chuyển đổi kép giúp doanh nghiệp nhanh chóng tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, giải quyết vấn đề việc làm, thúc đẩy phát triển đô thị, liên kết ngành và liên kết vùng. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần rất nhiều nguồn lực, từ con người, từ tài chính, và rất là cần các yêu cầu khác nhau. Với cái nhu cầu phát triển thì doanh nghiệp là buộc phải hướng tới cái việc sẽ đầu tư, và đầu tư như thế nào thì đó là một cái bài toán mà coi như là các doanh nghiệp phải cân nhắc. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tức chuyển đổi kép, là yêu cầu bức thiết trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế và xã hội đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và sự phát triển bền vững. Chuyển đổi kép không chỉ đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội.